Máy này của em bị quên mật khẩu không nhớ ai vào đúng Nếu mà anh em ở xa thì bên mình sẽ hỗ trợ gọi video và hướng dẫn cho anh em từng bước làm nhá, thì cùng mình xử lý máy này nhá. Máy này của em bị quên mật khẩu không nhớ ai vào đúng không? Em ấn cộng với lại trừ, xong rồi giữ phím nguồn đi, bật trượt để tắt đi. Xong rồi bây giờ em giữ phím trừ với lại phím nguồn. Em ở đâu á? Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Em trai này thì ở tận Hà Tĩnh nha anh em nhá. Rồi, ok. Bây giờ anh ấn chờ ta là em giữ phím trừ với lại phím nguồn 4 giây này, em thấy số 4 không? Có. Rồi hết 4 giây thì em thả phím nguồn nha, em giữ in cái phím trừ, đừng có thả phím trừ ra nha. Rồi, ok, bấm nha. Bấm đi. Rồi thả phím nguồn nha. Rồi ok. Thả được rồi, để đi, để anh làm. Set máy luôn nhá. Rồi set xong thì chờ cho nó khởi động lên rồi làm tiếp nhá. Đây khởi động lên thì nó bị vướng ngay cloud như này. Em ấn nút cộng với lại nút trừ. Xong rồi em giữ phím nguồn em làm y như hồi nãy đi. Rồi trượt để tắt đi. Xong rồi. Rồi để anh kích hoạt. Rồi ok bây giờ em cầm máy lên đi, khởi động máy lại đi. Rồi em chọn tiếng Việt xong rồi kích hoạt vào đi. Rồi bắt đầu đi. Rồi. Tiếp. Rồi, ok xong rồi nhá. Đấy anh em nào mà cần mình hỗ trợ hay là tư vấn thì cứ để lại câu hỏi ở bên dưới nhá. Mình sẽ tư vấn cho anh em.